Sáng ngày 30 tháng 9, thị trấn Thổ Tăng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. Tham dự buổi diễn tập có đồng chí Văn Đăng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Thượng tá Nguyễn Đức Lục, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, trưởng ban tổ chức diễn tập, các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng công an xã Vân Xuân, Tuân Chính, Ngũ Kiên, Thượng Trưng, thị trấn Vĩnh Tường và chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn, với tình huống giả định là trên địa bàn huyện Vĩnh Tường trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị diễn biến hết sức phức tạp. Tình hình gây rối, biểu tình, bạo loạn chính trị có thể tiếp tục xảy ra tại thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Thổ Tang và mở rộng ra các xã Việt Xuân, Ngũ Kiên, Tuân Chính, Vĩnh Sơn với lực lượng mỗi nơi khoảng 25 đến 30 người, một số phần tử quá khích gây rối, bao vây, đập phá xe công an và làm cho một số đồng chí làm nhiệm vụ bị thương trên địa bàn thị trấn Thổ Tăng xuất hiện một bộ phận quần chúng nhân dân của tổ dân phố Trúc Lâm, đồng cả có đất bị thu hồi do giải phóng mặt bằng ngăn cản không cho thi công, nghe theo sự xúi dục của kẻ xấu làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn càng thêm phức tạp. Tại tổ dân phố Nam Cường do bức xúc trước việc bị lực lượng chức năng của thị trấn cưỡng chế, xử lý hành vi lấn chiếm hành lang, lề đường làm nơi buôn bán. Một số đối tượng bất mãn có tiền án, tiền sự cùng một số nhân dân địa phương đến tụ tập tại trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn gây sức ép với chính quyền địa phương, lực lượng khoảng 15 người. Trước tình hình trên, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đảng ủy, ủy ban nhân dân thị trấn thổ tang đã nhanh chóng tập trung lãnh chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, nhanh chóng xử lý rứt điểm các vụ gây rối, bạo loạn ổn định tình hình. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ thị trấn thổ tang được ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện vĩnh tường đánh giá cao, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị, vũ khí với phương châm cơ bản, tiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. khi nhận kết quả đạt được, ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá diễn tập chiến đấu phòng thủ thị trấn thổ tăng năm 2022 xếp loại xuất sắc.